thường thì người ta kêu thiên bình rất là khó lựa chọn, cho nên là tôi đang rất là mệt mỏi với hai cái lựa chọn ở trên tay. Không lẽ bây giờ uống cả hai luôn? Uống cả hai thì sẽ mập. Năm mới rồi tôi phải giữ eo chứ. Tôi chỉ uống một trong hai thôi mà bây giờ hồng trà hay trà sữa. Năm mới Tết đến, hình như có ai đó gặp khó khăn, mình phải giúp thôi. Em tới đây chị Nam ơi. Ê, vậy là chị rất là tệ trong việc chọn ra lựa chọn hả? Nhưng mà may mắn là có em ở đây, em sẽ giúp chị cải thiện việc này. Em sẽ giúp chị hả? Mà em giúp bằng cách nào? Em biết là chị không muốn nghe em nói nhiều đâu, cho nên em sẽ tạo ra thử thách này để chị trao dồi kỹ năng đưa ra quyết định của mình. Hả? Có luôn hả? Hả? Cái gì đây? Trời ơi, tự nhiên Tết nhất tới nơi rồi tự nhiên nhốt người ta vô lòng ngay giặc vì em. Rồi đó chị, giờ đưa ra quyết định đi. Chị có thể cứu được một trong hai người này thôi. Trời, cái này dễ mà vậy, chị sẽ cứu tao gà. Đã, chị phải nhìn cho kỹ kìa. Hả? Nhìn cho kỹ hả? Nhìn gì? Giết để đổi kim cương. Còn bên đây là giết để đổi vàng. Ủa là sao? Nhưng mà cái này lựa chọn trong lựa chọn hả? Cái gì kỳ vậy? Em sẽ đưa cho chị một ít vàng của em nếu chị cứu em, ok? Cứu em, em sẽ đưa vàng hả? Chị Na Bi ơi, nếu mà chị cứu em thì tối nay chúng ta sẽ có thể hẹn hò vui vẻ. Trời, cái gì mà sao khó quá vậy? Tôi lại phân vân nữa rồi, sao mà giúp chị ép vậy? Được rồi, chị đừng có phân vân nữa, bởi vì nó sẽ có thời gian, em sẽ đếm nè. Thời gian? 5 Chết rồi. 4 3 2 Để đổi kim cương. Cái gì vậy? Sao vậy chị Na Bi? Sao chị lại làm vậy chứ? Tại sao? Không phải là trời, mình pháp phải biết đưa ra những lựa chọn khó khăn như vậy. Kim cương quá trời luôn nè. Vậy là tôi tiêu diệt tô gà để có được kim cương, tôi thấy có lỗi mà. Yeah, tốt lắm chị Nam bây giờ. Ok, bye bye chị nha, hẹn gặp lại. Bây giờ sao để mình xin lỗi tô gà bây giờ? Chị Nam bây giờ thả hiệu ra chị Nam ơi. Kệ mày luôn. Mặc dù mình mới vừa được thưởng một đống kim cương, nhưng mà mình nên đi mai để mình quên đi cảm giác tội lỗi. Mình không biết làm cách nào để mình xin lỗi tô gà cho nó đúng đâu các bạn ơi. Thôi thì cứ đi mai vậy. Chị Nam ơi. Em sẽ huấn luyện chị mà. Em có một sự lựa chọn khác nữa cho chị nè. Ủa mà tại sao lại không phải cứu gà đây vậy? Cứu em đi chị Na Bi ơi, lần này chị phải cứu em. Và cứu tô gà thì sẽ triệu hồi ra một con zombie khổng lồ. Còn cứu nó sẽ chỉ triệu hồi con zombie nhỏ thôi. Rồi chị chọn cái nào? Sao mà khó quá. Chọn em nè, chọn em nè. Trời ơi, cứu em đi chị Na Bi ơi. Chị nhìn bên kia kìa, bên kia có quá trời khoáng sản kìa, để em đào cho. Trời ơi, nhìn nó kiện quá trời luôn. Ê, trong lúc như thế này mà còn đào cái gì đó. Chị đây rất là khó xử, chị không biết chọn ai chơi. Các bạn ơi, tôi phải chọn ai bây giờ? Bên kia có một đống khoáng sản luôn, chị không lấy hả? Lát nữa đừng có ai lấy của tôi đó nha. Trời ơi, không ai giành của ông đâu mà chị Na Bi chọn lìa đi. Chị Na Bi chọn em này tại vì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nhau. Em với chị sẽ cùng hợp sức đánh bại con zombie khổng lồ. Nghe trời, nghe cảm động quá vậy. Không, đó là một con quái vật to lắm. Sao chị tự làm khó bản thân vậy? Giờ chị cứu em là chị được con zombie nhỏ rồi đánh dễ hơn không? Còn được đào khoáng sản nữa. Bây giờ vậy đi, giờ chị sẽ hỏi nha. Bây giờ Huy à, chị có cảm giác là nếu như chị cứu em xong rồi em sẽ bỏ mặc chị đánh với con zombie, rồi em sẽ đi lấy hết cái đống khoáng sản ra đúng không nhỉ? Em không bỏ chị đâu. Sao nó lại ấp úng vậy? Thôi rồi, dắt ơi, chị sẽ cứu tô gà. Được rồi, chị đã chọn tô gà nên là... Ủa, cái gì vậy? Cái gì? Ôi, may quá vậy. Ơi, cảm ơn chị đã đi nhiều nha. Rồi, phần thưởng hoan người đó. Dắt ra, đứng lại đó. Trời ơi, ủa kìa vậy? Ủa sao em nghe tiếng gì đáng sợ quá chị Na Bi ơi. Na Bi ơi, con zombie khổng lồ kìa. Cầm vũ khí đi Na Bi, cầm vũ khí đi kìa. Vũ khí tao lên vậy kìa. Ây da, nó quýnh lên kìa chị Na Bi. Đẩy nó xuống lava, đẩy nó xuống lava, đẩy nó xuống lava. Mày nè con, ôi. Bây giờ mình không chơi lại nó thì mình đánh nó xuống lava. Đẩy nó xuống lava, đẩy nó xuống lava, đẩy nó xuống lava. Nè bây giờ coi chưa? Mày nè con. Ôi ôi. Đẩy nó xuống lên bạn. It was at this moment that he knew. He fucked up. Trời ơi. Trời luôn. Tôi lỡ đánh tô gà xuống luôn rồi các bạn ơi. Chắc chắn là tô gà sẽ hồi sinh lại thôi. Tô gà sẽ hồi sinh. Tô gà đây rồi. Chị tới đây làm cái gì nữa? Trời ơi, hồi nãy á vì kim cương mà không có cứu em nên là thôi, không chơi nữa. Đâu phải đâu, cái đó là một lựa chọn khó khăn mà. Bây giờ em mình giận đúng không? Sao chị giận ngược lại đó nha. Ủa, vậy kìa ơi, hết giận. Ok vậy. Nhưng mà em có một chuyện là Tết này chúng ta tránh xa dắt ra được không? Tại vì nó cứ bắt nhốt nó chơi thử thách hoài. Ok, chị cũng nghĩ như vậy đó.
Ba okay. Nói chung là kêu tôi lựa hoài, tôi cũng mệt quá các bạn ơi, tôi không có lựa miếng nào hết á. Thôi được rồi, đi vô nhà đi, chị sẽ lấy hết số kim cương lúc nãy chị lì xì cho em. Ủa? Ok. Ồ, vậy thì coi cũng được đó, vậy okay, phải hơn không? Kim cương đâu đâu rồi? Ủa? Có cái bản gì nè? Hẹn gặp ở sân sau, dắt với em. Là sao? Cái gì? Cái gì? Đâu? 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 Ủa? Cái gì đây vậy? Chắc rồi. Được rồi, chị nói bay. Thử thách tiếp theo, lựa chọn với Huy đốt bạch kim cương. Là hôm nay là cái ngày gì mà em cứ bắt lửa hoài vậy? Chị Abby, cứu em, cứu em. Em sẽ đưa tài sản cho chị. À, đưa hết tài sản cho chị luôn hả? Không, một tí thôi, nhưng mà cũng sẽ là cho. Chắc rồi, chị thấy không có công bằng tí nào luôn á. Tại sao lại cho lựa chọn với một con người với lại kim cương chứ? Cuộc sống là muôn vàn khó khăn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giờ sao đây tôi gà? Để tôi suy nghĩ mới được. Chị chọn đi, em không biết. Huy thì có thể hồi sinh lại, nhưng mà kim cương thì rất là khó tìm á. À, vậy là chị coi trọng kim cương hơn bạn của mình hả? Chị không có nói như vậy nha. Chị đang rất là phân vân, tại vì đây là một sự lựa chọn khó khăn đó. Đúng rồi. Cứu em đi, cứu em đi. Trời ơi, Huy nấp nó đâu có đáng giá tới vậy đâu chị Nabi. Chị Nabi, em sẽ chia cho chị một phần tài sản. Tôi đã cứu Huy nấp rồi các bạn ơi, cho nên là rồi bác ba kim cương của chị nha. Rồi luôn, mất kim cương rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Trời ơi, có gì đi mai, em với chị đi mai, em chia sẻ chị một ít quặng cũng được. Thôi được rồi, để tao cứu mày ra, để cứu mày ra, để mày ra đi. Đúng rồi, trời ơi, già mà còn khóc nữa, xấu lắm, đừng khóc. Nói gì vậy chị, bắt con ra nha. Trời ơi, đúng là cứu người, người trả oán. Thôi được rồi. Được rồi, chị đã quyết định rồi, chúng ta phải cần có một kế hoạch gì đó để ngăn cản sắc lại. Không thể nào để sắc tiêu khiển như thế này đúng, được rồi. Đúng rồi, nãy giờ nó cứ bắt tụi mình làm lên để trộn rồi. Bây giờ các em có ý kiến gì không? Chúng ta hãy chôn nhắc đi. Trời ơi, sức này mày chôn hoài à? Dạ. Nhưng mà hãy sao? Mà chị đang thấy nó cũng đúng. Nhưng mà bây giờ mình chôn sao đây, ta có gì để chôn không? Mình chưa có chuẩn bị gì hết trơn. Được rồi, bây giờ vào phòng thí nghiệm của em đi. Em kiếm được thứ gì chôn thì chôn. Okay luôn. Okay luôn. Chơi cây nhà lá vườn luôn các bạn ơi. Được rồi, cái bẫy vậy là được rồi đó. Bây giờ trên tay em đây chính là cái nút để kích hoạt cái bẫy. Được rồi mọi người, đi nấp đây. Em giữ cái này cho. Okay, tôi đã rất là ok, gái. đi chôn. Bây giờ dắt đi ra rồi dính bẫy liền đó các bạn à. Rồi, để coi cho chị Nabi lựa chọn gì nữa đây. Ủa? Thằng nào quăng dây trước cửa nhà vậy? Chắc nó dẫm rồi kìa. Bẫy sao? Nổ chưa? Bẫy chưa? Ủa? Bẫy chưa? Sao nó không nổ? Chị Nabi, chị còn dám quăng bẫy em nữa hả? Ủa, sao cái bẫy nó không có đoạn khóa ra? Sao cái bẫy gì mà kỳ cục vậy Huy đó? Trời ơi. Trời ơi, thì giờ em bấm nè. Bấm sao đây? Mày? Cho chị Nabi sự lựa chọn nè, cho thử thách nè. Trời ơi, bị nhốt rồi. Cái gì mà nhốt nữa vậy? Giờ làm gì nữa? Giờ một là Huy nốt, hoặc là tô gà. Chị lựa chọn đi. Chị lựa chọn đúng, em sẽ bao chị trà sữa cả đời luôn. Cái gì? Cái gì? Bao trà sữa cả đời hả? Trời ơi, cái này hấp dẫn quá vậy. Nhưng mà hai cái người này thì sao mà lựa được đây các bạn? Có không công bằng. Nhưng mà thôi, chị không quan tâm tới mấy cái thứ đó đâu. Uống trà sữa riết là cũng mặc thôi. Bây giờ chị quan tâm lựa chọn sai rồi. Cái gì cơ? Vậy đó là sự thiếu quyết đoán của chị á. Bye bye chị Nabi. Tôi có cái bẫy rồi. Trời ơi, thật thiệt chứ. Đoạn gắt này nó quá báo đi mà. Bây giờ làm cách nào bây giờ ta? Tôi có cách rồi. Đây là một cái cách mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ có kết quả tốt đó. Bây giờ Huy Đất, em hãy giả gái đi. Hả? Cái gì? Tại sao lại em? Tại vì chị thấy em rất có tài giả gái đó, mà lại dắt nó là mê gái, cho nên là quyết định vậy đi. Let's go. Trời ơi, thằng Huy Đất nó dắt bạn rồi. Em muốn kiếm anh dắt trong làng tinh tố này mà. Mẹ ơi. Ủa, ai nói vậy? Bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Ủa, dắt mê gái. Trời ơi, em là từ làng cái bên xong. Em thấy anh giống màu của em quá à. Đúng rồi, em có thích một ca đó mà. Được rồi, tôi gãi xuống với bắt. Ok, bắt nè. Bắt được rồi. Chị nó bay. Ôi ơi, em hỏi người dụ quá à. Đúng rồi. Đúng rồi đó, cho nên cái tội mê gái của em đã hại em rồi. Bây giờ chị sẽ bắt em đi. Chị có một thử thách dành cho em đi. Dắt ơi, đi thôi. Cái gì vậy chị Nabi? Chị đang rất là muốn xem sự lựa chọn của em đó. Em là người đã tạo ra thử thách này, cho nên chị
đi, chọn đi. Này bị bắt tôi chọn nè. Chọn đi, chọn đi. Ôi, 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 chắc tôi chọn kim cương rồi. Ôi, cái gì? Em chọn kim cương hả? Ok. Kim cương của Dắt nha. Rồi luôn, cháy rủi luôn. Kim cương, trời ơi, đào khó lắm mới được. Mà tại vì em đã chọn bé cáo cho nên là phần thưởng của em tới rồi kìa. Rồi luôn, bye bye Dắt nha. Vậy sao mà cho chạy lại vậy? Mà bắt đi, bắt cái tên Dắt đó. Đáng đời, đáng đời. Tôi, cái gì nữa đây? Cái gì đây? Tự trời, chọn trời, đi. Trời, thì giống như lúc nãy em bắt chị chọn với tôi gà với Huy nó thôi. Em chọn đi. Có thời gian nha. Chọn đi, ông chọn tao. Mọi người bắt ra kia. Khóc luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp chứ kìa. Trời ơi, thôi tôi lại thả ra được. Tôi okay. Thả tôi ra được. Trời ơi, trời. Tôi tự thả tôi ra được. Thôi, rồi ra đi hai người, Huy nó ơi. Nhắc đầu ra, tôi nghe tiếng khóc ở đâu đây. Bắt em lựa chọn nè, không biết gì chàng. Đừng có chọn. Gì trơn à, bây giờ là không biết gì hết hả? Thôi được rồi, được rồi, Dắt khóc là tôi vui rồi. Trời đất ơi, khóc là tôi vui. Thôi được rồi Dắt ơi, bây giờ tết tới nơi rồi. Ông đi ra ngoài chơi với mọi người hay là ông nằm trong này khóc? Tùy ông chọn đó. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. À, lửa đó hả? À, trong lửa đó. Cái gì? Ôi trời. Gì vậy trời? Nhắc nổ luôn.